bỏ, bỏ đem cái sản xuất cái bỏ cái cao của đất quá rồi nó đặt cái sản xuất gì cả không liên quan nhưng một ngày thoáng rồi vẫn chưa ngủ được có đủ vậy à, bỏ được luôn rồi bỏ cái bùa đậu mi cái bùa chẳng nhỏ bùa mới tin đó này hồi đó đi tham bùa đậu miết đó thấy cái lụng hàng đây tự nhiên cái dễ lễ cùng bọn chó như cô ta muốn ngà cầu đạt là cùi ta nuốt đi còn có bủ luôn mà ê không biết nó vui không mà thấy mình nuốt là ta cùi đó bấm Doraemon biệt danh ồ hắn dính này cái miệng cao quá bình đang xem bình đang chửi là đù thầy không bình lễ cùng bụng bố thầy phẫn nộ nhưng lễ em anh phẫn nộ nhiều quá nghe từ phẫn nộ ồ ê em mi lần nào mi lấm lót trần bệnh nó nè à đó từ từ nó đưa vô rồi chấm mút nào quá chết áo trời ơi ta rút được thịt ngang tới 6 ngàn cũng hết chị 6 ngàn không hết mi hèn thầy mua về nướng bình nghe chứ từ nuốt thiệt nghe là nhất cái nách đó có lẽ mời đầu nhưng mà đồ bình còn cách, mình cái địa lý của mình so nhau quá mình giữ miệng với hòa giữ chi ô trà cháy cao quá vợ em sao nên đi ngầu không nữa hả mới ăn rồi còn phản độ gì nữa bay hả quất quá 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 bình tu du sao nước mướp thì vẫn cao tao thiệt luôn á đũa tao đâu ủa mày đâu rồi ê ăn cái gì đó cho miếng nữa ê mày ăn thì mày ro ra mày tốt cho bụng mà tao bưng vô tao quỳ ra lại mày nữa mày đại phi rồi xí đi là thầy cô là cống cho câu á mẹ quá thầy à hồi hôm qua nó mua chuối thôi mua nữa mua liền chứ nào chuối cúng tạm đi đó À, bữa qua không có yến này mà đi ăn chè hết 150 bạc chú cha ăn chè chi ăn chè gì ăn thấy cái quán lại lên rồi nước rồi mày ăn ở nhà Sơn Bình ơi nói thiệt không mời thì thành đó chỗ này mình dở nhưng mà cái khoảng cách cái địa lý mình cho nhau đừng có tác nguồn người mẹ trời mày không tưởng chi sao thiết bị gì đi kệ đi để camera trước đi camera trước kìa ăn ở mùa đó rồi chứ ăn à, ăn ở nhà tớ tắm nướng chưa nửa nghe mùi tùm lum cô bé cô bé mồi đó mày rồi mặn ăn miếng cô bé ơn cô bé mặn ăn miếng cô bé ơn đây ba ơi xuống đây lên đây cái chịu không nổi ê cái đây là một cái mộ kinh đi bé mồi mặn vừa phẫn nộ rồi chắc buồn sơn rồi ừ đi với ngựa đâu mua bua nè không biết phẫn nộ mà kinh cũng biết phẫn nộ thôi cái chứ phẫn nộ hay là bọn ta đó ta ê từ á biết uống cái gì là ngồi bê yến à bình ơi cho yến rồi chứ uống ra cha trời ơi từ từ mà có một chai coca cola đó chả nó mua coca cola mưa cho lấy đâu đùa hả đứng thông sự luôn à ừ livestream luôn mà à, mới tao lót mà anh tao vì phù mỏ luôn mà thèm ướp mà không ướp mà một cái đũa thịt mà một cái lá mà biết ra ướp Sài Gòn thèm rồi Sài Gòn thèm rồi ê dê dê ủa chứ không phải Đồng Nai à thằng Bình Sài Gòn chứ à, tao không biết nữa cái ngành chơi với chó ngành khống nghiệm á lộn ngành đi xuống dịch con xài không có chứ nghe mấy ngày thầy chửi mấy ăn bình ủa yến kìa hả ăn cái miệng ra như chó kìa bệnh dữ kìa quá mẹ rồi mày ủa ê đứa mô mày đang phản nộ mấy đây mày đi hả chứ này mày đo không nữa thầy không gì ờ con chế không đựng chứ đựng gì Ê rớt đi. Cái hùm rớt đó thì lượm. Cái này không ngon rồi. Đây.
Im nó bay để tao ăn miếng. Không có khúa vợ. Mình vẫn nổ kinh khủng luôn. Tụi bay phong chửi hai lắm. Việc anh à? Có việc anh hả? À. Kẻ này cũng đơn thầy nữa. Mày mới nè. Còn không vô lấy một cái chén thôi nữa. Mày cầm đi thằng mình một hồ tao trả đi. Đời mà tụi bay. Vật kìa. Khói kìa. Đau. Ôi trời nắng quá.